Đi ăn. Ủa chị Liễu, đi làm gì hả? Chị mới làm về nè em. Trời ơi, rồi hai vợ chồng làm gì vậy? Trời ơi, bữa nay chồng tôi nó mới lãnh lương cái mua lẩu gà ăn nè. Dữ gì sao? Trời ơi, chứ ước gì chồng chị cũng được như chồng của em á chị. Ôi trời, tôi ba đời luôn á. Trời ơi, thôi vô ăn chơi với vợ chồng em nè. Thôi, nãy chị ăn cơm công ty rồi no, chứ bụng còn no chứ, ăn gì nổi. Hai chồng ăn đi, ăn cơm công ty rồi. Trời ơi, chị ăn cơm công ty rồi hả? Ừ. Trời, tiếc quá vậy. Em ăn, hai chồng ăn đi, ăn mình cái chuẩn bị tiêu chảy đó em nha. Hai chồng ăn tự nhiên. Thôi vậy anh ơi, chị vô ngồi ăn với vợ chồng em nè. Thôi không có ăn đâu, nãy nó chết luôn mà, với lại gà chị ăn không được, nghe bị ứng á, ăn gà bị ứng. Thôi vô ăn miếng cho vui. Ôi, lâu lâu mới gặp vô ăn. Anh kêu là em mới vô đó nha, chứ thật sự em no chết. Để mà anh lắm đó, vợ chồng anh lắm mới vô đó nha. Ngồi đi bà. Chị ngồi đi tự nhiên đi, đã lại đây với người chị kia em vô ăn mà còn đưa chén kỳ quá, phải lấy chén cho. Nhà chị cũng như nhà em đi nha. Ăn đi. Mà tự nhiên ghê ha. Ủa chồng, trời ơi mới làm về hả? Mới làm về nè. Trời ơi, mới về rồi vợ chồng mới ra ngủ ăn. Rồi xong rồi vô ăn với chợ chồng nó, thôi vô ăn luôn đi. Anh vô ăn chung với tụi em luôn đó, mất công về nhà đỡ tốn cơm. Hello anh, hai bạn nha. Mất công tốn tiền. Lấy cái chén nữa. Anh lấy cái chén đi anh. Thôi. Trời, vợ chồng. Trời, vợ chồng nó qua bên kia mà mở nó qua đi như nhà nó vậy trời. Tự nhiên nhà mình đi chị kỳ quá. Tự nhiên đi, với người qua đây biết chén đũa để đâu hết trơn. Ăn đi, ăn đi chị. Dạ, em xin phép ăn cái mè nha. Dạ, ăn đi. Ăn đi. Dạ. Ủa, nay vợ chồng có tiền mua lẩu gà luôn hả? Trời, mới lãnh lương. Trời ơi. Chứ thường ngày đâu có tiền đâu mua. Cái thường thường lãnh lương ra xong chủ nợ lại đòi quá trời, làm gì còn tiền để lên mua lẩu gà ăn. Bữa nay là có tiền mua lẩu gà ăn. Ăn lẩu gà, lẩu gà. Này, cứ dễ sợ hay chồng ha. Thôi mà chờ mình về, cho mình ăn đi, ăn đi. Tôi phép ăn cái đầu nha. Anh đi ăn kỳ quá. Ăn gì vậy, tao nói ăn cái đầu trên cổ anh hiểu không? Thấy cái đầu phải nhường chủ nhà ăn trước. Trời ơi, ăn đi anh. Nè, công nhận cái đầu con gà cái mỏ hài hước dễ sợ. Cái mỏ y chang cái mỏ anh luôn đó nhộn. Trời ơi, mặt nha. Con mẹ bán gà là không có tâm nha. Nhổ lông chưa sạch, hai mắt lông không. Ăn vô bị dưỡng lông chết, khỏi ăn đi. Chồng ăn đi chồng. Đúng rồi. Cái xui cái gũi vợ chồng em xử hết cho nha. Em chấp nhận hy sinh để cho chồng em đi dưỡng ăn cái mắc công anh ăn đầu. Chị ăn cái khâu câu đi chị. Ừ, nha. Tại nó ăn cái gì bổ nấy, ăn khâu câu, bổ khâu câu chị nha. Chị ăn khâu câu đây, bổ khâu câu. Trời ơi, chị không ăn đâu. Chị ăn đi nè. Thôi đây nè, mắc công. Tại vì một con gà là ăn trên đầu trên cổ là không có được. Ăn cái đuôi cũng được, ăn gà cái đầu trên cổ với cái đuôi chứ không ai không chồng. Cái đuôi mình nó nhường chủ nhà, cái đầu nó nhường chủ nhà đúng không? Bây giờ tại cái đầu ăn lông không mà sợ chồng bị dứng đó, ăn cái khâu câu đi chị, cho bổ khâu câu nha. Ừ, ăn cái gì nha. Dạ, ừ mà phan chết bà không, cái khâu câu nhổ lông chưa sạch anh ơi. Đúng nè, còn con lông đây nè, em nhổ giùm cho nha. Còn mấy con lông nữa kìa, em nhổ nha. Em nhổ giùm cho. Bán gà bán không có tâm gì, có tâm gì chứ. Em nhận lửa nhỏ xíu, em lửa quá trời. Ôi anh này kỳ quá, đưa cái phân giấy rồi vô duyên quá. Anh thì cộng lông tay lỡ cộng lông bay vô đầu mũi em nè. Em ăn đi thôi bà, ăn đi bà. Không, chị ăn đi, em nhờ chị. Dạ nè, ăn đi nè, ăn một câu bổ một câu nha. Ăn đi, tự nhiên nhà của mình đi, ăn đi. Thôi bà là nhường cho bà nè, bà ăn đi. Bà chị ghê đó, hai vợ chồng ăn đi đó. Hai vợ chồng khi người ta vô ăn mà khi có gì có không ăn cho mình ăn ý, mình ngại, mình bị ngại với chồng. Ngại chứ. Thôi vợ chồng ăn tự nhiên thoải mái đi, cứ tự nhiên đi bà ơi. Dạ, em xin phép nha. Dạ rồi. Dạ ngon. Ê nó hơi bị mặn nha. Dạ chị tự nhiên đi dạ. Thì muối qua đây thì bà nội ăn mình bá để hủ muối chứ có chén muối nè. Con chén mà hai chồng dành con chén muối trơn luôn. Dạ. Trời nó nóng. Tự nhiên ăn nha. Nóng mà nó dai nữa trời. Ngon không anh? Ngon. Tao phải ăn ké nó ngon hơn ăn thường. Nhà mình thường thường là bỏ ra mua con gà anh có ăn đâu. Mua gà không ăn nửa bỏ ăn nửa, nên ăn ké ăn cho nhiều vô. Anh không phụ lòng ta nữa. Có công với anh chị mình phụ lòng. Nói mời mình không ăn nữa. Ngon không bạn? Ăn mày á. Anh uống nhanh ly rồi. Anh uống nhanh ly, anh thanh ly kìa. Đang mặt mặt cho mình á. Làm miếng đi mà. Kệ đi. Sao? Có miếng rượu về, nó ngủ cho nó ngon. Trời ơi, ta nói ăn gà xong dai dai cái miếng rượu vô nó đã gì đâu á. Đã không? Đã. Tôi nói rồi mà. Còn thịt nhóc vậy em?
Thôi em uống nhanh ly đi. Anh ơi, không được. Uống rượu vô. Tập uống không được anh ơi. Tại tại ôi, em uống rượu được, má cong lắm xỉn. Em cũng kêu uống nhanh ly cho vui. Uống được anh ơi, hay đầm uống đi. Uống mấy lần. Không được. Thôi vậy em uống được thôi. Cái không phải anh trai, ý em nói là muốn cái ly nhỏ không được, chơi cái ly bự đi, uống cho đã. Trời ơi, một lần uống cho đã chứ uống cái ly ba lớn này. Sớm gì đâu đâu. Ừ, vợ tôi bóc cho em đi, vợ tôi phải có đầy ly vô. Ly nhỏ nó chơi nãy giờ nó không dám uống á. Trời ơi, đã anh ơi. Trời ơi, ghét anh dễ sợ gì đâu mà dễ thương. Ước gì chồng bởi nó nhiều khi chắc tay lên nổi ông trời, ước gì chồng chị cũng là chồng em. Lộn. Cái gì vậy? Không, làm thơ, tự ngẫu hứng làm thơ á chồng. Dạ, ăn nha. Dạ, tự nhiên. Anh ăn trứng nha, ăn trứng bổ trứng nè. Đó, cái trứng y mà su cà na. Cái trứng còn bên, trứng còn bên, nó không có đều. Ăn rồi cái bị chưng một bên kỳ lắm anh. Okay. Để em ăn cho em chấp nhận dạ. Tại vì em phụ nữ gái, đàn bà gái cho nên là có không có trứng cũng như không rồi đó. Có trứng cũng như không có. Anh lấy trứng nhỏ đi. Mà trứng này nhỏ quá, không được. Ý anh, kỳ quá như không, anh đưa trứng nhỏ cho người ta ăn. Nè, trứng bự tao không chịu. Gì? Nó không đều nữa kìa. Nhưng mà anh ăn không đều, nhưng mà trứng nhỏ một bên bự bên nhỏ anh thấy không? Mà anh hại anh rồi sao? Thôi đưa anh đi. Anh có vấn đề gì anh phải tự thân, bây giờ có cái xui cái rủi gì vợ chồng mình hưởng chứ không có để cho người ta gì trời. Bởi vì tôi nói rồi, có cái xui rủi gì để vợ chồng mình hưởng cho. Anh ăn đi. Ăn đi. Anh dùng. Ủa gì vậy? Mọi người tự nhiên đi. Gì đâu? Em xin lỗi tại vì tự nhiên cái mùi xả nó cái có lỗ mũi á, em bị em xin lỗi mọi người, em bị vô duyên quá dạ. Anh chị ăn đi, em múc cho nha. Dạ múc cho. Thôi được em, anh no nãy giờ no dữ lắm rồi. Nãy giờ cũng no dữ. Ui, chị kỳ quá chị ơi. Trời ơi, nãy giờ cái lỗ gà của tao mày gấp đã đời xong mày ắt xì vô rồi xong ai đâu mày dám ăn nữa. Ô mắc cười chị quá, chuyện xui rủi chứ đâu có muốn đâu. Thì bây giờ là thí dụ như em lỡ mắc xì vô thì bây giờ mình vớt cái này cứ khúc trên ra còn khúc dưới mình ăn. Nè, vớt khúc trên này ra. Có vụ đó nữa hả trời? Ô chị lãng chị quá hà. Này vui vẻ ông quạo nha, bà rủ tôi qua ăn nha. Đúng không anh? Thế đâu có tự lết vô đâu. Cũng có gì mắc cười quá. Taxi mình quay ra ngoài taxi chứ. Đó nãy giờ thằng con vợ anh nói em không, anh chưa giờ nói câu nào luôn đó. Thiệt. Nó nói em ham ăn hút uống nên thấy không, nó nói mắc xì vô mà có đâu. Vợ anh nói đúng mà. Trời ơi, anh đừng có bên vợ anh, em biết vợ chồng nó nói vợ nào chồng nấy mà. Đó, cái lẩu gà mời không ăn thôi, đuổi về nó mẹ thẳng đuổi về đi. Ô mắc cười chị quá hà, bây giờ cái lẩu không ăn được thì đưa ừ, nó ăn hết cho, một mình tôi cho. Đó thì hai vợ chồng ăn đi, có thèm ăn với bà đâu. Ủa, không ăn gì luôn, cái chơi qua, ngủ qua chơi đã quạo cái gì, hả? Quạo cái gì ạ? Ô mắc cười quá hà, hồi nãy hai chồng nó có nói tiếng nào chứ, mình nên hai chồng bà nói không đó. Hồi nãy chồng nó nãy nó mới ăn miếng nào không? Ừ, nó đâu có ăn. Nó ăn miếng nào không, đúng không chồng? Đúng rồi, nãy giờ đã có ăn gì đâu, có ăn gì đâu. Đúng, có gì vậy sợ luôn, bác sĩ vô ai mà dám ăn nữa. Ô mắc cười quá, mấy mặn thôi. Nè, ừ. Về đi. Ừ, về thì về. Mệt quá, về chồng. Ê, cái nồi của tôi lấy đi đâu mà. Nồi của ta mà. Vậy, ủa mắc cười vậy đó, chị không ăn. Chị đúng không, nói là không ăn nữa thì đem về. Ờ, đúng không chồng, đi về chồng, đúng rồi. Ăn. Ê, quá, đợi chồng lấy bếp ga. Bên mình không có bếp ga sao. Đây, để cho mướt cho em luôn. Trời ơi là trời. Bên mình không có bếp ga lắm. Cảm ơn hai chồng bạn nha. Ừ, mình lấy gì ăn nữa anh. Không về. Tao nhiên ghê vậy. Tao ăn gì nữa. Cảm ơn nghe, đây dây đủ bánh giùm nha. Ê, xíu vợ chồng rảnh qua phòng tôi ăn nha.